Đây, em bàn. Mã số là 07. Em vàng này đây. Vàng này vàng cái. Vàng đực là mã số 05. Rồi đây em vàng. Vàng cái. Úi rồi. Cái vàng cái xoay kiếm luôn. Đây, rất thân thiện ở đời thường. Đấy, thường. Đó. Đây, 2 tháng rưỡi đã tiêm phòng đầy đủ sử dụng, có sổ đàng hoàng. Tuổi này thì dễ dễ thân mình lắm, tuổi này thì nó dễ dễ hơn mấy con lớn mới tách mẹ ra cho nên nó ham vui. Nó nhỏ nhưng mà độ cảnh giác cao. Thì nhiều bạn cũng hay nói mình là sao nuôi chó mà để nó ốm quá. Thì thực ra mà giật chó săn các bạn thì nó cái thể hình của nó phải roi roi nhìn nó mới ra chất cho săn, chứ nó mập quá nó mụn mỉm quá nó không ra lắm. Nhưng mà mấy bé này thì về lượng đồ ăn ăn uống thì nó cao hơn chó bé ta mình nhiều, bắt nhanh lắm, nó rất là nhanh nhạy và cái cảnh giác nó cao. Ôi, mã số vàng cái, mã số 07. Ôi, cứ liên hệ với mình trực tiếp luôn, số điện thoại 0989 356 396. Ôi trời ơi, rồi rồi nè, nó thân thiện rồi. Đó, đã tập xích sẵn luôn thì mình mang về mình không phải tốn công nữa.